Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Gần 2 ngày sau trận lũ quét, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vẫn bị cô lập, đất đá ngập các bản và trung tâm xã. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sùng A Bình, nhu yếu phẩm cũng bắt đầu cạn kiệt do lũ cuốn trôi hoặc bị ngập trong bùn đất. Đã có 3 người chết, 82 ngôi nhà bị thiệt hại, giao thông trên quốc lộ 32 tê liệt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Khung cảnh tan hoang bủa vây từng ngôi nhà ở huyện nghèo này. Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải thuộc top 5 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới, bây giờ ngập ngụa trong bùn đất. Tầm lũ xã Hồ Bốn có hiện tượng ngổn ngang, nào là đất đá, cây cối, bùn lầy, hầu như không có phương tiện nào có thể tiếp cận được ngoài việc đi bộ vào trong từng bản làng. Bản Trống Lả, xã Hồ Bốn bị thiệt hại nặng nề nhất với nhiều điểm bị lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Tại khu vực trạm y tế xã, hơn chục hộ dân bị lũ cuốn bay nhà cửa, trạm y tế cũng bị cuốn trôi một phần. Càng vào gần trung tâm xã, đất đá, cây cối tràn ngập khắp nhà dân, hai ven đường và khu vực Ủy ban Nhân dân xã Hồ Bốn, trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Hồ Bốn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Bốn Sùng A Bình cho biết, lũ quét là một người mất tích, toàn xã có 20 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Hiện 94 người đang được bố trí ở nhà cộng đồng và ở nhờ nhà người thân trong bản. 100 nhà bị thiệt hại 50-80%, 20 con trâu bò, 70 xe máy và 2 ô tô bị cuốn trôi mất. Nhu yếu phẩm bắt đầu cạn kiệt do lũ cuốn trôi hoặc bị ngập trong bùn đất. Hiện toàn xã Hồ Bốn đang bị cô lập, không có điện, không có sóng điện thoại. Dự kiến trong khoảng 3 ngày tới, lực lượng chức năng mới có thể dọn dẹp đất đá đến trung tâm xã. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa lũ, huyện đã họp khẩn cấp và báo các cấp ngành thành lập 3 tổ công tác đến 3 xã bị ảnh hưởng để trực tiếp giải quyết tình hình. Trước mắt, huyện Mù Cang Chải hỗ trợ 18 triệu đồng trường hợp cháu nhỏ bị tai nạn và động viên gia đình. Các hộ sập nhà được hỗ trợ 30 kg gạo trên tháng. Sau đó, các nhà sập trôi hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng trên hộ. Tùy mức độ, nhà bị ảnh hưởng được hỗ trợ thêm. Về việc tìm quỹ đất định cư và huy động lực lượng hỗ trợ các hộ sớm ổn định cuộc sống sẽ được hoàn thành trong 20-30 ngày tới. Liên quan đến tình hình thời tiết mưa to đến rất to, cộng với tình hình sạt lở sụt lún ở các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như khu vực Tây Nguyên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, do mưa lũ trên cả 3 miền, lưu lượng nước về các hồ tăng cao đã bổ sung lượng nước đáng kể về các hồ thủy điện. Theo diễn biến thủy văn thực tế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đã vận hành tăng cao thủy điện, một số hồ thủy điện phải xả tràn. Ở thời điểm 8 giờ sáng ngày 7 tháng 8, một số hồ thủy điện phải thực hiện xả tràn để điều tiết như Lai Châu, Huệ Quảng, Trung Sơn, Khe Bố, sông Ba Hạ, An Khê, Srepokba, Buôn Cuốc. Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đề nghị các đơn vị phát điện trong hệ thống tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh điều độ về đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh mưa lũ diễn ra ở nhiều khu vực. Do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều khu vực, một số cung đường tại các nhà máy thủy điện bị ùn tắc do sạt lở đất đá đã được các đơn vị phối hợp cùng địa phương khắc phục như nhà máy thủy điện Huệ Quảng. Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất cũng ảnh hưởng đến tình hình vận hành lưới điện ở một số khu vực ở phía Bắc. Cụ thể, tại Yên Bái, khu vực nhà máy thủy điện Hồ Bốn có lũ quét lớn và sạt lở đất gây sự cố đường dây 110 kV và tài sản trụ sở làm việc nhà máy thủy điện Hồ Bốn. Tại quốc lộ 32, tại địa phận thuộc hai xã Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, khu vực này bị mất thông tin, giao thông tê liệt, toàn huyện Mù Cang Chải mất điện, các phương tiện không thể qua lại, kể cả đi bộ, sạt lở ta luy dương nghiêm trọng. Hệ thống lưới điện chung hạ áp tại một số khu vực ở Yên Bái cũng bị sự cố do các đợt mưa kéo dài. Huyện Mù Cang Chải bị mất điện 80 trạm biến áp. Hiện tuyến đường giao thông Mù Cang Chải đi Lai Châu đang bị sạt lở, không di chuyển được. Các đơn vị của công ty điện lực Yên Bái đang triển khai các nhóm công tác khắc phục sự cố để tiếp cận hiện trường. Còn tại Sơn La, một số cột điện, một số đoạn đường dây 35 kV tại các huyện Mường La, Quỳnh Nhai bị vùi lấp, gãy đổ gây ảnh hưởng đến cung cấp điện cho một số khách hàng tại khu vực.
Đối với những khu vực sự cố trên, do nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chưa cắt, chưa vận chuyển được thiết bị, vật tư để khắc phục. Công ty Điện lực Sơn La đang tiếp tục bám sát tình hình để khẩn trương khắc phục sự cố, dự kiến khôi phục cấp điện lại cho khách hàng vào ngày 9 tháng 8. Khu vực tỉnh Lai Châu, một số tuyến đường và đồi núi tại khu vực Bản Mùi bị sạt lở, gây sự cố đường dây 35 kV tại Bản Mùi, làm mất điện 5 trạm biến áp. Hiện nay, Công ty Điện lực Lai Châu đang tiếp tục bám sát tình hình để tiếp cận hiện trường và khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện sớm nhất có thể. Tại Điện Biên, mưa lũ cũng làm một số cột điện 35 kV khu vực Nậm Hạ bị sạt lở đất móng cột, nguy cơ gây sự cố. Các đơn vị điện lực tại Điện Biên đã thực hiện đào rãnh thoát nước, ngăn nước mưa chảy vào móng cột, tiếp tục theo dõi và ứng phó. EVN và các đơn vị vẫn đang bám sát diễn biến mưa lũ các khu vực để tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện, cũng như việc khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Do động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, trên ảnh mây vệ tinh sáng ngày 8 tháng 8, một cơn mưa lớn xối xả đang đổ xuống vùng núi và trung du miền núi phía Tây Bắc, khu vực các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai. Cơn mưa này đổ xuống một lượng nước rất lớn lên địa bàn các tỉnh đã mưa liên tục thời gian vừa qua, nên đất ngậm no nước và các hồ chứa đã đầy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Tiến sĩ Huy nhận định, bà con sống ở các thị trấn, thung lũng mà có các dòng suối hoặc hồ chứa nhỏ bên trên thị trấn của mình thì hết sức để ý nguy cơ lũ ống và lũ quét. Khu vực có ta luy âm và ta luy dương ở đường bộ và khu dân cư là nơi dễ xảy ra sạt lở đất vì những nơi này thường đã bị tác động cơ học của máy móc, công trình phá vỡ kết cấu đất. Rất khó để chỉ ra từng điểm có nguy cơ sạt lở, vì vậy người dân phải chủ động đánh giá rủi ro và nguy cơ sạt lở nơi mình sinh sống. Nơi nào cứ mưa liên tục trong 7 ngày và sau đó bị mưa bồi thêm một trận mưa lớn nữa thì nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét rất cao. Các tuyến đường phía Tây Bắc bị ảnh hưởng của mưa lũ làm sạt lở rất nhiều, trong đó có quốc lộ 32 qua Yên Bái đi Mù Cang Chải bị sạt lở hơn 100 vị trí và có 3 vị trí mất đường hoàn toàn. Với tình hình mưa lũ diễn biến theo chiều hướng xấu, thì mọi người nên hạn chế di chuyển cung đường Tây Bắc trong vòng một tuần tới nếu không có việc thực sự quan trọng. Dài hơn 380 km, quốc lộ 32 là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Do mưa lũ những ngày qua, khoảng 9 km đường đi qua huyện Mù Cang Chải, Yên Bái bị đất đá từ trên núi cao tràn xuống. Chiều ngày 6 tháng 8, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 cho biết đã huy động thiết bị xử lý, thông đường khoảng 4 km. Hơn 5 km còn lại có gần 100 điểm sạt lở ta luy dương, một số vị trí bị đất đá tràn xuống mặt đường. Đặc biệt, một đoạn bị sạt lở ta luy âm, mất toàn bộ nền đường. Hiện đơn vị quản lý tạm thời cho phép xe thô sơ, xe máy lưu thông từ hai đầu quốc lộ 32 vào đến vị trí sụt lở ta luy âm. Là tuyến huyết mạch liên kết 10 tỉnh miền núi phía Bắc, quốc lộ 279 hiện cũng bị chia cắt do sạt lở, trôi 300 mét nền đường đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sở Giao thông Vận tải Sơn La và đơn vị quản lý tuyến đường đã đặt các biển báo phân luồng và hướng dẫn phương tiện tránh đi vào điểm hư hỏng. Do khối lượng sạt lở lớn nên dự kiến ngày 12 tháng 8 mới thông xe quốc lộ 279. Ngoài hai quốc lộ trên, mưa lũ cũng làm sạt lở đất, ách tắc giao thông trên quốc lộ 4H từ huyện Mường Trà đi huyện Nậm Pồ và đường từ Mường Trà đi thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Một số tuyến đường tỉnh ở các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé cũng bị hư hỏng. Đường tỉnh 129 của tỉnh Lai Châu hư hỏng nặng đoạn từ thành phố Lai Châu đi thị trấn Sìn Hồ, trong đó có một vị trí mất nền đường. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã phân luồng cấm tất cả ô tô lưu thông qua đoạn này, hướng dẫn đi trên quốc lộ 4D 12 rồi vào đường tỉnh 128 đến trung tâm huyện Sìn Hồ. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc mưa to gây sạt lở nhiều điểm trên các quốc lộ 6, 70, 543D, 7A và các tỉnh lộ ở Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La. 8 người thiệt mạng do lũ cuốn và sạt lở đất, chủ yếu ở Lai Châu 4, Yên Bái 2, Thái Nguyên và Sơn La mỗi tỉnh 1 người. 24 nhà sập,
128 nhà khác bị hư hỏng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Lượng mưa những ngày tới có giảm nhưng liên tục duy trì mưa vào buổi tối. Đến ngày 17 tháng 8, khả năng cao sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng và kích hoạt thêm các nguy cơ sạt lở và lũ quét mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!